Thông báo trân trọng giới thiệu một chương trình nhạc thính phòng chọn lọc những tình khúc tuyệt vời của các nhạc sĩ nổi tiếng, phổ thơ của nhà thơ Hoàng Ngọc Ẩn với các ca sĩ Quỳnh Lan lần đầu tiên ra mắt khán giả Houston, nam ca sĩ Quang Tuấn và ca sĩ Kim Phượng, MC Hạnh Phước. Cùng một không gian ấm cúng, lãng mạn, âm thanh, ánh sáng tuyệt hảo, ban nhạc, điêu luyện sẽ đem đến cho quý vị một buổi chiều cuối tuần thưởng thức nhạc thật thoải mái và thú vị. Chương trình bắt đầu vào Chủ nhật ngày 21 tháng 9 năm 2014 tại Rosemary Garden. Vé có bán tại Phương My Video trong khu Hồng Kông 4. Xin liên lạc ca sĩ Kim Phượng 832-641-3657. Không bán vé tại cửa. Trân trọng kính mời.